Chuyện ăn uống độc lạ nhà khởi mi, Kelvin Khánh tự tin flexing không ai có tủ đồ ăn trong nhà vệ sinh như mình. Tôi tin chắc chắn là không có ai mà có một cái tủ đồ ăn trong toilet như nhà tôi. Thật quá. Giường nằm của anh đối diện là một tiệm tạp hóa. Anh để một cái tủ đồ ăn như vậy nè. Vô toilet anh có riêng một cái tủ đồ ăn nước ngọt riêng. Vô phòng thay đồ là anh cũng có tủ đồ ăn luôn. Mọi người có tin không? Vừa ăn vừa là có thiệt. Cái con đương mà rang lên cho em ăn. Thế là em bị sinh bụng. Nhìn mặt tôi có thấy cái đó dễ thương không? Khánh mới kêu, không biết gì tụi mình thử đi, mình địch xong mình xịt dầu thơm cho mình thử. Yeah. Trời ơi. Thế là thế. Để nó ra cái mùi gì đúng không? Cuối cùng, em làm một cú quá mạng. Và hai đứa xịt dầu thơm chùm mình lại ra mùi sầu riêng. Nhắc tới độ lầy lội của Kelvin Khánh và Khởi My thì phải nói là thứ hai thì đố ai dám nhận thứ nhất khi bạn nghe những câu chuyện sau đây. Hòa chung không khí Khởi My comeback thì AD xin phép đào nhẹ lại những lần cả hai flex độ kỳ cục trong mối quan hệ này. Ngay từ cái ngày mà Kelvin Khánh ăn chay để lấy vợ thì ai cũng ngưỡng mộ sự chân thành của anh, nhưng có ai ngờ đâu. Trong một chương trình hai vợ chồng cùng tham gia, Khởi My đã chia sẻ quá trình ngày đó Kelvin Khánh ăn chay mà đến uống xanh mặt luôn. Trong khi Kelvin Khánh chối đây đẩy vì ngượng thì Khởi My bồi thêm một câu là lấy được vợ xong nghỉ ăn chay luôn. Ta ăn chay người ta cầu cho mẹ khỏe mạnh, em cầu lấy vợ. Từ ngày lấy vợ xong bỏ ăn chay luôn. Còn nói về chuyện ăn uống trong nhà, cặp đôi khẳng định nhà mình đồ hiệu thì có thể không có nhưng đồ ăn chỉ có thể nói là ngập nhà. Nhà tủ lạnh là không bao giờ thiếu đồ ăn. Tôi chắc chắn là tôi không có đồ hiệu nhưng đồ ăn là tôi có. Đúng. Từ phòng ăn đến phòng khách, tràn qua đến phòng ngủ, lấn luôn sang phòng vệ sinh. Đâu đâu cặp đôi này cũng đặt tủ đồ ăn để có thể cần là có ăn liền. Đến khi Khởi My tiết lộ vừa ăn vừa ẻ là câu chuyện có thật tại nhà mình. Tôi tin chắc chắn là không có ai mà có một cái tủ đồ ăn trong toilet như nhà tôi. Thật quá. Giường nằm của anh đối diện là một tiệm tạp hóa. Anh để một cái tủ đồ ăn như vậy nè. Vô toilet anh có riêng một cái tủ đồ ăn nước ngọt riêng. Vô phòng thay đồ là anh cũng có tủ đồ ăn luôn. Mọi người có tin không? Vừa ăn vừa là có thiệt. Kelvin Khánh thì lại siêu tự hào về chuyện này, vì cảm giác sung sướng này mới ai có được, nên mình cứ tự tin mà flex thôi, ngại gì vết bẩn đâu. Chưa kể còn bật máy lạnh chĩa thẳng vào toilet cho độ chill tăng hơn. Vô trên là cái giây phút sung sướng, không có gì phải ngại. Trời ơi. Mấy ai như mình. Máy lạnh chĩa từ ở ngoài chĩa vô toilet nữa mà. Chưa kể cặp vợ chồng này còn có sở thích lạ, đó chính là chùm mền xì hơi rồi xịt nước hoa vào cùng nhau ngửi, để xem là phản ứng hóa học này đến đâu. Và có lần thì nó còn quyện ra mùi sầu riêng đến là chấn động. Khởi My kể lại câu chuyện này mà cười chảy nước mắt. Khánh mới kêu, không biết gì tụi mình thử đi, mình địch xong mình xịt dầu thơm cho mình thử. Yeah. Trời ơi. Thế là thế. Để nó ra cái mùi gì đúng không? Cuối cùng, em làm một cú quá mạng. Và hai đứa xịt dầu thơm chùm mình lại ra mùi sầu riêng. Phản ứng của cộng đồng mạng khi biết thông tin này kiểu: hai vợ chồng này mà tách ra thì ai tiếp nhận nổi. Tôi không tin nổi những gì tôi đang nghe luôn. Hai người không biết ngại luôn. Mà cũng đúng, có thấy một nét gì là ngại trên mặt hai người này đâu. Chỉ có người nghe là chúng ta ngại thôi. Nhưng nói về độ ngọt ngào thì cũng khó ai bằng. Khởi My từng nói, cả hai không quan trọng ngày lễ mà biến mỗi ngày gặp nhau đều như ngày lễ, nghe là thấy quá ư là lãng mạn rồi. Nè, kể cho mấy bạn nghe. Đồ hiệu là anh không tặng, anh tặng đồ ăn. Tỏ là cho đồ ăn không mà tụi em không có quan trọng ngày lễ. Có nghĩa là tụi em quan trọng theo cái kiểu mà mỗi ngày mình ở đưa nhau, bên nhau phải là một ngày lễ. Bạn và người yêu yêu nhau lầy bằng bao nhiêu phần trăm cặp đôi này? Cùng chia sẻ nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.